Xin trân trọng giới thiệu công ty Sóc Farm chuyên sản xuất các sản phẩm từ mật hoa dừa, đặc biệt là mật hoa dừa cô đặc và mật hoa dừa tươi. Tất cả các sản phẩm của công ty đều là sản phẩm hữu cơ, 100% vị ngọt tự nhiên, giúp bổ sung khoáng chất và năng lượng cho cơ thể. Sản phẩm hiện đã có mặt tại tất cả các siêu thị Á Châu trên toàn nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số hotline 1300 001 618 hoặc đến địa chỉ 26 Bolivia Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Sóc Farm tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam kế thừa và nối tiếp nghề thu mật hoa dừa truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Nhà bán tọa lạc tại số 30 Rio Road, Illawong, bán với giá 3 triệu, diện tích đất là 1.562 m². Nhà mới xây bao gồm 5 phòng ngủ lớn với 2 phòng có ensuite, phòng ngủ chính có cả balcony, quầy rượu và khu vực giải trí riêng biệt. Hồ bơi nước mặn được bao quanh bởi những khu vườn được thiết kế tỉ mỉ, hệ thống solar, intercom, double garage. Mọi chi tiết xin liên lạc Oliver Powell qua số 0420 403 387. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng 8 năm 2024. Và kính thưa quý vị, những thông tin được quan tâm nhiều nhất ngày hôm nay có thể là những thông tin về sinh hoạt kinh tế, khi mà thị trường chứng khoán ASX 200 của nước Úc đã có một cái ngày giao dịch giảm giá gần 3%, tương đương 77 tỷ đô la. Và việc giảm giá này đã xảy ra 2 ngày liên tiếp, bởi vì trước đó vào ngày thứ 6, kết thúc phiên giao dịch, thị trường chứng khoán cũng đã bị mất 2.1%. Và điều này cũng có nghĩa là nước Úc đã có 2 ngày liên tiếp thị trường rơi vào tình trạng tồi tệ trong rất nhiều năm vừa qua. Và trong số các công ty thì tứ trụ ngân hàng đã có một cái sự giảm sụt 3% về giá trị cổ phiếu, trong khi hãng hàng không quốc gia Qantas thì có sự sụt giảm mạnh hơn ở mức là 4.3%. Trong khi đó thì ngày hôm nay, ngân hàng trữ kim RBA cũng đang có phiên họp hội đồng quản trị và kết quả sẽ được công bố vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày mai. Mà theo dự phóng của các chuyên gia thì có lẽ lần này RBA sẽ không gia tăng lãi suất sau khi lãi suất đã lên đến mức 4.35% kể từ tháng 10 năm ngoái. Và đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong 12 năm vừa qua. Mặc dù vậy, thống kê mới nhất của công ty tài chánh Canstar ngày hôm nay cho thấy là có đến 45% những người đang có nợ thế chấp đã sử dụng hơn 50% các thu nhập của mình để trả nợ ngân hàng. Và điều này cũng cho thấy là rất nhiều người đang ở gần với ngưỡng cửa phá sản. Mặc dù vậy, đời sống của Úc vẫn chưa bớt khó khăn khi mà ngày hôm nay thứ hai, một lần nữa thuế bia rượu lại gia tăng thêm 2%. Và đây là lần gia tăng thứ nhì chỉ trong vòng một năm qua mà thôi. Điều này cũng có nghĩa là một thùng bia trung bình là đã gia tăng thêm 4 hoặc 5 đô la. Và đó là những thông tin tài chính khá là quan trọng. Ngoài ra, an ninh quốc gia cũng là thông tin được đích thân Thủ tướng Albanese đề cập tại thủ đô Canberra ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là một thông tin khá có quan trọng bởi vì liên quan đến sự an toàn của cư dân Úc Châu. Khi mà Thủ tướng Anthony Albanese cùng với Tổng Giám đốc của Cơ quan Tình báo Quốc nội ISIL là ông Mike Burgess cũng đã tổ chức cuộc họp báo tại Canberra vào sáng nay để thông báo rằng là Úc Châu cũng đã nâng cấp mức cảnh báo khủng bố từ mức có khả năng lên có thể, sau khi có rất nhiều những cái thông tin tình báo cho thấy là mức độ đe dọa an ninh ở Úc là đang rất bất ổn và khó lường. Thủ tướng cũng nói rằng là nguy cơ xảy ra khủng bố ở Úc được đánh giá là có khả năng lên tới hơn 50% trong vòng 12 tháng tới. Tất nhiên, chính phủ và cơ quan tình báo ICO không thể nào dự đoán hay là có thông tin tình báo cụ thể về các kế hoạch tấn công hiện tại hoặc là sắp xảy ra. Nhưng mà ICO có rất nhiều nguồn tin đưa ra cảnh báo này cho công chúng biết để đề phòng, đặc biệt là khuyến cáo công chúng tránh đến những địa điểm công cộng có đông người. Và ông Burgess cũng khẳng định là cũng không liên quan tới tình hình gia tăng căng thẳng ở khu vực Trung Đông, bởi Úc không tham gia hay trực tiếp liên quan tới các sự kiện hiện nay ở khu vực đó,
Nhưng có một sự thật rằng là kể từ khi xảy ra cái cuộc chiến ở giải Gaza vào tháng 10 năm ngoái, thì ở Úc đã xuất hiện rất nhiều hệ tư tưởng cực đoan đa dạng hơn, đặc biệt như cái tình trạng bài Do Thái ngày một gia tăng hay là các cái cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine. Do vậy, cơ quan tình báo có trách nhiệm phải đưa ra cảnh báo cho cư dân để mà đề phòng trước. Mức độ cảnh báo hiện nay thì tương tự như đã được áp dụng ở Úc 8 năm trước, tức là vào năm 2016, và đến tháng 11 năm 2022 đã được chính phủ Úc dỡ bỏ. Nhưng mà kể từ đó đã có sự gia tăng trên toàn cầu về bạo lực liên quan tới chính trị hay là những kẻ cực đoan, nên nay Úc lại phải đặt lại cái mức cảnh báo gia tăng như vậy. Tuy nhiên, ông Burgess cũng đã trấn an là điều đó cũng không có nghĩa là có bất kỳ mối đe dọa nào sắp xảy ra về một cuộc tấn công xảy ra trên lãnh thổ Úc. Nhưng mà điều đó cũng cho thấy là môi trường an ninh ở Úc là đang ngày càng trở nên bất ổn hơn và khó lường hơn. Do vậy, mọi cư dân cần nên có cái biện pháp phòng tránh. Trong khi đó thì ngày hôm nay, tân Bộ trưởng Nội vụ và Di trú là ông Tony Blair đã có một bài phỏng vấn trên đài Sky News. Và bài phỏng vấn này được cho là đã gây chấn động các chuyên gia cũng như là cử tri Úc Châu, khi mà ông Tony Blair xác nhận là những cái trường hợp đã được tòa án xét xử và được trả tự do về cộng đồng sau một thời gian dài bị giam giữ trong tại trại tạm giam di trú, mà điển hình là bởi vì một trong những cái trường hợp mà báo chí liên tục nhắc tới, trường hợp đó có một cái bí danh gọi là NZYQ. Và sau khi cái người này được tự do thì đã có thêm 154 cựu tù nhân di trú cũng đã được tự do vào thời điểm cuối năm 2023 vừa qua. Trong số này có 7 người là những kẻ giết người, 37 người là tội phạm tình dục và 72 người là những tội phạm về bạo lực gia đình. Và đó là những trường hợp mà ông Tony Blair cho rằng chính phủ Albanese hiện nay đang tìm mọi cách, mọi hành động để chống lại những người này, theo nghĩa là có thể tái giam giữ những người này, bởi vì trong thời gian vừa qua một vài trường hợp trong số 154 người này sau khi được trở lại cộng đồng đã gây ra những vụ cướp bóc và bạo lực rất là đáng kể. Ngoài thảm họa có tên gọi là NZYQ, thì tân Bộ trưởng Tony Blair có thể cũng đang đối diện với những cái thách thức mới về dòng người tị nạn Palestine đã đến Úc. Và đặc biệt là sau khi có những thông tin từ Thượng viện cho thấy là chính phủ đôi khi đã quá là lơ là hoặc là cẩu thả trong việc xét duyệt những hồ sơ xin tị nạn từ Palestine, khi mà việc kiểm tra lý lịch thân nhân người bảo lãnh tại Úc Châu chỉ có thể diễn ra trong 24 tiếng đồng hồ, và sau đó thì visa cũng đã được cấp cho một vài trường hợp. Mà kể từ ngày 7 tháng 10 2023 cho đến nay, hơn 1.200 người Palestine đã đến Úc bằng visa du lịch, và sau đó thì rất nhiều người cũng đã chuyển sang xin định cư bằng cách nộp visa tị nạn, và chính phủ Úc đã có một cái cơ hội cứu xét rất nhanh, và điều này cũng đã khiến cho đối lập lên tiếng chỉ trích, bởi vì cho rằng chính phủ Albanese đang cứu xét visa vì động cơ chính trị chứ không phải là thực sự xét duyệt một cái visa tị nạn, bởi vì cái quá trình này cũng rất là nghiêm ngặt và cần có nhiều thời gian hơn là thời 24 tiếng đồng hồ. Và đó là những cái thông tin mà Bộ trưởng Tony Blair đã đối diện với phỏng vấn và cũng đã gây rất nhiều chú ý, nhiều người ủng hộ và cũng nhiều người chỉ trích về những cái quyết định hoặc là những cái lời tuyên bố gây sốc ngày hôm nay. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, liên quan đến nghiệp đoàn xây dựng lâm nghiệp và hàng hải CFMEU ở tiểu bang New South Wales, thì chính quyền tiểu bang này đang có rất nhiều những cái biện pháp mạnh tay để làm trong sạch cái bộ phận xây dựng, bởi vì cũng có rất nhiều những nghi ngờ là cái bộ phận xây dựng trong cái công đoàn này cũng có nhiều tham nhũng hay là để cái băng đảng tội phạm Mikey nhúng tay tham gia vào các cái dự án xây dựng lớn. Theo đó thì vào hôm thứ Sáu vừa rồi thì chính phủ New South Wales cũng đã nộp đơn lên tòa án công nghiệp để bổ nhiệm một quản trị viên riêng cho bộ phận xây dựng cũng như chung cho nghiệp đoàn CFMEU ở New South Wales. Ngoài ra thì chính phủ New South Wales hôm nay cũng cho biết là sẽ đệ trình một dự luật lên Quốc hội để sửa đổi cái đạo luật quan hệ công nghiệp vào năm 1996, theo đó gia tăng thêm nhiều quyền hạn cho các quản trị viên. Và do chi nhánh CFMEU ở New South Wales là đăng ký ở cả cấp liên bang và tiểu bang, nên là những cái biện pháp mà chính phủ New South Wales đưa ra cũng có thể cần phải có sự phối hợp của cả chính quyền liên bang thì mới có hiệu lực.
Thủ hiến Jasmine của tiểu bang New South Wales cũng cho biết là mặc dù chính phủ cũng đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh tay để làm trong sạch cái bộ phận xây dựng của CFMEU ở tiểu bang, nhưng mà có thể cũng có cần phải nhiều biện pháp mạnh hơn nữa. Và theo đơn gửi lên tòa án công nghiệp thì một quản trị viên sẽ quản lý quỹ cũng như tài sản của công đoàn này, đồng thời cũng sẽ thực hiện như nhiệm vụ thư ký của tiểu bang theo dự luật của New South Wales. Trong khi đó là những người đang giữ những cái chức vụ hiện hành trong CFMEU ở New South Wales sẽ bị đình chỉ chức vụ mà không được trả lương, có thể lên tới 5 năm. Và nếu đơn của chính phủ New South Wales gửi lên tòa án liên bang được chấp thuận thì các chi nhánh CFMEU ở một loạt tiểu bang và lãnh thổ khác như là Victoria, Tasmania, Queensland, lãnh thổ Bắc Úc hay là Nam Úc cũng sẽ có một quản trị viên được bổ nhiệm để thay thế. Bộ trưởng quan hệ công nghiệp của New South Wales là bà Stovie Costi cũng cho biết là tiểu bang sẽ hợp tác với chính quyền liên bang để đảm bảo rằng là công đoàn này hoạt động đúng hướng theo những tiêu chí đã đặt ra. Bà cho biết là hoàn toàn không có sự khoan nhượng nào với bất cứ một hành vi tham nhũng hay là liên quan tới các băng đảng tội phạm trong ngành xây dựng hoặc các công đoàn, kể cả công đoàn ở bất cứ ngành nào trong tiểu bang New South Wales. Ngoài New South Wales thì các chi nhánh của Liên hiệp nghiệp đoàn CFMEU tại Victoria cũng như là tại Tasmania, tại Queensland, lãnh thổ Bắc Úc và kể cả tại tiểu bang Nam Úc có thể cũng sẽ lần lượt được bổ nhiệm những quản trị viên độc lập nếu hành động của tòa án liên bang được cho là thành công. Và điều này cũng đã trở thành không những là thách thức đối với chính quyền của New South Wales mà việc chỉnh đốn lại những cái thành viên trong Liên hiệp nghiệp đoàn CFMEU cũng đang là thách thức với chính quyền tại hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ trên toàn quốc Úc Châu. Trong khi đó thì tại New South Wales trong tháng 7 vừa qua, cảnh sát cũng đã đưa ra một cái chiến dịch có tên gọi là Watara. Chiến dịch này bắt đầu vào tháng 7 nhằm mục đích trấn áp những kẻ vi phạm giao thông công cộng, và đó là những kẻ đã có những cái hành động như là tấn công, như là bạo lực đối với những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Và chỉ trong vòng một tháng vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 227 người và 406 cáo buộc cũng đã được công bố. Đa số những cáo buộc này là về bạo lực gia đình, về vấn đề trộm cắp, về vấn đề sở hữu chất cấm hoặc sở hữu ma túy, cũng như là quấy rối tình dục tại nơi công cộng. Chẳng hạn như một nữ sinh 16 tuổi đã bị một người đàn ông và một người phụ nữ tại khu vực Parramatta tiếp cận và tấn công vào chiều ngày 1 tháng 8 vừa qua. Đó là trường hợp mới nhất. Trong khi đó thì một người đàn ông 38 tuổi từ tiểu bang Queensland đã bị dẫn độ trở về lại tiểu bang New South Wales sau khi bị buộc tội tấn công, đột nhập và bạo lực gia đình. Và đó là những trường hợp mà cảnh sát New South Wales đã bắt giữ. Dĩ nhiên danh sách là rất dài bởi vì có tới 227 người đã bị bắt. Và điều đáng quan ngại là việc bắt giữ số đông như thế này chỉ xảy ra trong vòng có một tháng mà thôi. Và đó cũng là một cái tình trạng rất bất ổn trong xã hội ngày nay. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, trong đời sống xã hội thì tuần trước chúng ta đã được nghe rất nhiều những cái báo cáo cho thấy là số trẻ em thanh thiếu niên ở Úc Châu mà bị vô gia cư là rất cao. Tuy nhiên hôm nay có một báo cáo cũng đáng buồn hơn nữa, đó là có rất nhiều trẻ em dưới 18 tuổi bị vô gia cư tìm đến các cái trung tâm hỗ trợ người vô gia cư để mà nhận sự trợ giúp thì đã bị từ chối. Bởi vì chính các cái dịch vụ này hiện nay cũng đang trong tình trạng quá tải nên là cũng không thể làm được gì hơn để giúp các em. Cụ thể theo dữ liệu trong cái báo cáo tóm tắt về tình trạng vô gia cư do tổ chức vô gia cư Úc Châu nói về cái tình trạng vô gia cư của trẻ em vào năm 2024 thì cho thấy trong số 95.847 trẻ em, trong đó có gần 16.000 vị thành niên, tức là dưới 18 tuổi mà không có cha mẹ hoặc người chăm sóc đi kèm, đã phải tìm kiếm đến các cái dịch vụ trợ giúp người vô gia cư trong năm tài chính 2022 và 2023. Thì có tới gần 20.000 em đã bị từ chối và không thể nhận được bất cứ cái sự hỗ trợ nào. Hay nói cách khác là cứ trong 5 trẻ em dưới 18 tuổi Úc Châu thì có một em không thể nào nhận được các cái dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư. Và mặc dù có tới 76.000 trẻ em nhận được sự trợ giúp từ các dịch vụ hỗ trợ, nhưng mà nói chung là hơn 1/3, tức là lên tới hơn 25.000 trẻ em là vẫn vô gia cư, tăng tới 2.3% so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt là tại tiểu bang Queensland thì có cái số trẻ em vô gia cư mà không nhận được sự trợ giúp tăng tới 20% và Nam Úc cũng tăng tới gần 16%. Các số liệu này được công bố là nhân cái tuần lễ người vô gia cư năm nay 2024 và sẽ được Bộ trưởng Nhà ở và Người vô gia cư mới nhậm chức là bà Claire O'Neill chính thức tuyên bố hôm nay. Và đây cũng là lần đầu tiên bà O'Neill xuất hiện trước truyền thông sau khi mà được bổ nhiệm vào vị trí mới và phải thôi cái chức vụ Bộ trưởng Nội vụ khi mà Thủ tướng Albanese tiến hành cải tổ nội các vào Chủ nhật tuần trước. Và hiện nay thì Giám đốc điều hành của Tổ chức Vô gia cư Úc Châu là Kate Coven cũng cho biết rất là thảm hại khi mà chính các trẻ em dưới 18 tuổi bị vô gia cư mà lại không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào. Bởi các tổ chức hỗ trợ người vô gia cư cũng đang bị ảnh hưởng, được cho là đang gặp một cái cơn bão hoàn hảo. Bởi rất nhiều các yếu tố với cuộc khủng hoảng nhà ở này, chi phí sinh hoạt khiến nhiều người tìm đến các cái dịch vụ dù vô gia cư nhiều hơn. Trong khi thì chính các tổ chức cũng không thể nào tìm được nhà bởi vì đang xảy ra cuộc khủng hoảng nhà ở. Do vậy mà bà mô tả tại các trung tâm hỗ trợ người vô gia cư thì hàng dài người xếp hàng để chờ nhận trợ giúp, nhưng mà đến tầm khoảng 11 giờ là các trung tâm gần như là phải từ chối bởi vì là họ cũng hết các cái suất đăng ký hay là hết tìm được các cái dịch vụ để mà hỗ trợ họ. Và cũng theo lời giám đốc của tổ chức vô gia cư tại Úc, tức là Homelessness Australia, bà đã cho biết là điều tệ hại nhất là hiện nay các cơ sở từ thiện, các cơ quan cứu đối đã xem tình trạng trẻ em bị vô gia cư hoặc là trẻ em bị thiếu thốn thức ăn trở nên bình thường, bởi vì họ đối diện với việc này mỗi một ngày. Trong khi thập niên trước đây thì trẻ em Úc luôn luôn được ưu tiên và không bao giờ rơi vào tình trạng thiếu đói hoặc là thiếu chỗ ở. Nhưng mà ngày nay mọi người đã coi việc này rất là bình thường, và đây là một cái dấu hiệu rất đáng lo ngại, bởi vì cái số liệu có thể sẽ còn gia tăng chứ không chỉ dậm chân tại chỗ. Và cũng chính vì vậy mà bà Kay Coven đã đưa ra 5 khuyến nghị với chính phủ. Thứ nhất là kêu gọi chính phủ cam kết giảm một nửa tình trạng vô gia cư trong vòng 5 năm sắp tới, và đồng thời đặt mục tiêu là trong vòng 10 năm tới thì nước Úc sẽ hoàn toàn không còn người vô gia cư nữa. Tuy nhiên không biết là những cái khuyến nghị này có được chính phủ thực hiện và chấp thuận hay không. Và tại tiểu bang Queensland, kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên người dân Queensland sẽ bắt đầu một cái chương trình siêu tiết kiệm trong vấn đề di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng. Bởi vì năm Tây tháng 8 là ngày đầu tiên của chương trình di chuyển, trị giá có 50 cent cho mỗi một lượt đi mà thôi. Và việc hạ giảm giá vé cho các phương tiện giao thông công cộng xuống còn 50 cent, bao gồm cả xe lửa, xe bus, xe tram và phà, sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng. Và đây cũng là một trong những cái mục tiêu mà chính phủ lao động của Thủ hiến Stephen Miles hy vọng là cử tri có thể ủng hộ để chính phủ có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 10 sắp tới. Tuy vậy, nhiều chuyên gia và nhiều cư dân cũng bày tỏ sự lo ngại là bởi vì việc giảm giá này sẽ áp dụng cho toàn bộ khu vực đông nam của tiểu bang Queensland. Và điều này cũng có nghĩa một người khi họ di chuyển từ Gold Coast về thành phố Brisbane, thay vì phải trả 13 đô la cho một ngày, thì kể từ ngày hôm nay họ chỉ trả 1 đô la mà thôi. Và với việc giảm giá vé giao thông công cộng như thế này, thì chắc chắn là số người di chuyển bằng phương tiện giao thông sẽ gia tăng. Và việc gia tăng không biết là có ảnh hưởng đến và có khiến cho những cái công suất bị quá tải hay không, bởi vì chính quyền hầu như chưa tính toán tới cái phương án là tất cả mọi người đều bỏ phương tiện xe hơi tại nhà và chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng, và có thể sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, không thể nào đối phó kịp. Vẫn hay còn quá sớm, chúng ta không biết là chương trình này sẽ thành công như thế nào, nhưng đó là những lo lắng của các cư dân, đặc biệt là những người ở những vùng xa, vùng xôi, cần phải di chuyển bằng xe lửa về trung tâm thành phố để làm việc. Và họ lo ngại là nếu mà bị tắc nghẽn thì có thể sẽ bị trễ công ăn việc làm. Vâng, tức là giảm giá vé phương tiện công cộng nhưng đồng thời chính phủ phải cung cấp nhiều dịch vụ hơn thì mới đáp ứng được. Bởi vì giá vé rẻ thế thì rất đông nhiều. Nếu mà vẫn có bao nhiêu chuyến xe bus, vẫn có bao nhiêu chuyến xe lửa mỗi ngày mà người sử dụng tăng gấp đôi hoặc gấp ba thì chắc chắn nó sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực hàng không thì như tuần trước chúng tôi cũng đã loan tin là hãng hàng không chuyên bay các cái tuyến đường khu vực là hãng Rest Airlines
cũng đã bắt đầu tuyên bố và tình trạng quản lý tự nguyện. Và một chuyên gia của hàng không cũng đã tiết lộ lý do tại sao mà một hãng hàng không như vậy lại khó có thể tồn tại trên thị trường Úc. Đó là do thị trường Úc thì quá nhỏ, nên hãng Rest Airlines rất khó có thể cạnh tranh được với hai hãng không lớn, đó là Qantas và Virgin Australia, mặc dù đã cố gắng mở rộng thêm các cái đường bay giữa các cái thành phố thủ phủ hay là các thành phố lớn có đông dân cư từ năm 2021, nhưng mà cũng không thể nào cạnh tranh được với hai ông lớn trong ngành. Chuyên gia này là giảng viên hàng không của Đại học New South Wales, tên là Ian Dolas. Thì ông cho biết là cư dân Úc thì chủ yếu tập trung sinh sống ở các cái thành phố thủ phủ, nên đường bay giữa các thành phố lớn là những tuyến đường có lưu lượng giao thông cao, thuộc diện nhất trên thế giới, nhưng cũng là một thị trường mà rất khó để mà thâm nhập. Khi mà Qantas hiện nay thì chiếm lĩnh tới 2/3 thị trường các đường bay giữa các thành phố lớn, trong khi hãng Virgin Australia thì phục vụ 2/3 còn lại. Do vậy mà ông giải thích rằng là có rất ít thị phần dành cho hãng Rest Airlines khi mà hãng này thâm nhập vào các cái đường bay giữa các thành phố lớn vào năm 2021. Bởi các hãng hàng không thì cùng bay một loại máy bay, cùng sử dụng một loại nhiên liệu và cùng bay trên một chặng bay, như vậy là cùng trả những cái mức phí ở các cái sân bay. Do vậy mà nếu hãng Rest cùng trả những cái chi phí tương tự như hai hãng Qantas và Virgin, nên mà do chiếm cái thị phần ít như vậy, do vậy hãng Rest Airlines không thể nào mà có cái mức thu doanh thu đủ bù ra mức chi phí như hai hãng lớn. Do vậy mà sự sụp đổ của hãng Rest xảy ra cũng dễ hiểu và cũng xảy ra chỉ có 3 tháng sau khi một hãng hàng không non trẻ khác, cũng là hãng hàng không bay các cái tuyến đường bay khu vực là hãng Bonza, cũng đã phải tuyên bố phá sản vào hồi tháng 1 năm 2024 sau khi cũng mới chỉ đi vào hoạt động khoảng 15 tháng. Và tiến sĩ Dolas cũng cho biết là việc hãng Rest Airlines tham gia vào quá trình quản lý tự nguyện vào thứ ba tuần trước là cũng khó tác động đến giá vé, tức là giá vé nhiều khả năng sẽ không tăng, hoặc là tình trạng thiếu chỗ ngồi, đặc biệt là trên cái tuyến đường đông đúc, bởi hãng Rest là một hãng tương đối nhỏ và là một hãng chiếm thị phần rất là nhỏ, do vậy mà cư dân cũng có thể yên tâm là việc sụp đổ của hãng Rest không ảnh hưởng tới giá vé hay là việc đặt chỗ trên các cái tuyến bay khó khăn hơn. Cuối cùng là một thông tin về một người đàn ông tại tiểu bang New South Wales trong một chuyến du lịch tới thị trấn Cooktown, cách thành phố Cairns khoảng 326 cây số về phía bắc của Brisbane vào ngày thứ Bảy 2 giờ chiều, khi ông đang đi câu cá cùng với vợ và con thì ông đã bị rớt xuống sông và cảnh sát nghi ngờ là ông đã bị cá sấu nuốt, bởi vì sau khi người đàn ông này gặp tai nạn thì cảnh sát đã huy động 15 nhân viên từ cục tình trạng khẩn cấp của tiểu bang Queensland đến để trục vớt. Tuy nhiên, quá trình trục vớt hoặc là tìm kiếm vẫn không mang lại một chút hy vọng gì. Và cho đến thời điểm này, người đàn ông vẫn đang trong tình trạng mất tích. Vì vậy mà cảnh sát lo ngại trường hợp xấu nhất có thể đã xảy ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Lily và Kim Hoàng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng, kính chào.